Chào tất cả các bạn. Như video lần trước, mình có giới thiệu ba loại lệnh trong giao dịch. Thì mình đã giới thiệu lệnh market, lệnh thị trường, rồi lệnh limit. Limit thì gồm có buy limit và sell limit. Thì lần trước mình đã ví dụ trước lệnh buy limit rồi. Thì còn một lệnh sell limit nữa. Để mình tìm một cái cặp nào đó có lệnh sell limit, mình ví dụ cho các bạn xem luôn. Rồi, ví dụ cặp NU đi. Các bạn mở ra các bạn lot template ha. Template mình có lưu ngày hôm qua là video trước là Vinpa đây. Rồi, các bạn mở qua khung daily. Các bạn click vào đây để di chuyển lại. Rồi, ví dụ giá hiện tại đang vị trí này mà mình dự đoán là giá sẽ đi lên nữa rồi mình mới bán, thì lúc đó mình sử dụng lệnh limit. Thì mình ví dụ một lệnh đi ha, ví dụ mình muốn limit ngay đây, một lệnh ngay đây, thì vì mình định bán ở đây, còn nếu bán trực tiếp thì bán tại đây rồi, lên thị trường thì biết rồi. Thì bây giờ mình muốn bán ở vị trí cao hơn để stop loss ngắn và độ an toàn, như vùng giảm âm. Và lệnh giảm âm hơn thì mình dùng lệnh limit, và cần những mua bán ở vị trí, cần bán ở vị trí tốt hơn thì mình sử dụng lệnh limit. Đây mình ví dụ luôn ở vị trí này luôn. Rồi thì các bạn cũng tương tự, các bạn di chuyển mở cái này terminal này ra để kéo xuống dưới để tìm cái lệnh limit của mình. Đây click phải chuột lên lệnh, chọn modify. Rồi, để làm gì? Để các bạn đặt stop loss vô, tại đây lệnh chờ nên không có kéo stop loss kiểu gái được. Thì các bạn sẽ đặt trên này, dùng cái phím hình crosshair này, control F hoặc là control F ha, chữ thập đó. Thì các bạn đặt, ví dụ đặt stop loss là nằm ở vị trí 7338 đi chẳng hạn, các bạn gõ vào stop loss nằm đây là điểm dừng lỗ ha, là luôn sử dụng lệnh dừng lỗ trong tất cả mọi giao dịch. Để tránh trường hợp một số như vừa rồi có tin tức Brexit, hoặc là một số tin tức mà biến động thị trường có thể chạy đến tới vài trăm pip, tới cả ngàn vài ngàn pip, tài khoản bạn có thể bốc hơi trong vòng vài phút. Vì thế nên đặt lệnh stop loss, để có gì mình khiếu kiện với sàn. Nếu sàn, hệ thống sàn nó không giữ được lệnh thì mình dựa vào stop loss của mình để mình khiếu kiện, để mình lấy lại số tiền bị trượt giá. Thì các bạn để ý chuyện đó, nên là luôn luôn đặt stop loss, đừng chủ quan. Và mình đặt stop loss theo quản trị vốn. Thì quản trị vốn thì ở những video sau mình sẽ nói tại sao là đánh trade ở vị trí này. Ví dụ chẳng ví dụ này là vị trí tầm 50-60 pip đó. Thì các bạn đánh 0.02 như lần trước mình có nói rồi đó. Rồi thì đây stop loss đây, và ví dụ mình đặt tắt fit nằm đây, mình đo đây 7.1 chẳng hạn, 0.71. Rồi đó, thì các bạn rê chuột vào đây thì các bạn sẽ thấy được là 54 pip, khoảng là 10.9. thì mình đang sử dụng vốn là khoảng cỡ 1% đó, 1% của 1.000 đô á, 1% của 1.000 đô á. Rồi, và stop loss là tỷ lệ 55 pip cho 55 pip, và target fix là 183 pip, 184 pip, cũng khá ngon, gần tỷ lệ 1.3, hơn 1.3 luôn. Thì đây hơn 1.3, ví dụ vậy. Rồi. Ở vị trí này thì mình ví dụ thôi, còn tại sao đánh vị trí này thì chuyện đó là chuyện về nâng cao. Sau này mình học chiến thuật mình sẽ biết. Rồi, mình giới thiệu tiếp thêm một bộ lệnh nữa. Là bộ lệnh thứ hai, là bộ lệnh thứ ba là stop. Stop thì có lệnh buy stop và sell stop. Rồi thì mình tìm một cặp để mình ví dụ luôn. Rồi đây, ví dụ như ví dụ tại sao, có nghĩa là ví dụ nó tạo thành cabin bar thế này, giá đang nằm vị trí này mà mình vị trí này thì mua lên thì nguy hiểm, thì lúc đó mình theo cái tín hiệu pin bar thì mình sẽ đặt là trên cái kháng cự, trên cái nén pin bar này, thì mình đặt lên stop trên đây, mình chờ rằng giá nó sẽ vượt qua cái kháng cự pin 3 này, cái bóng nến pin 3 này nó sẽ đi lên, thì lúc đó mình đặt lệnh stop trên đó.
để mình mua lên. Còn nếu mà nó lơ lửng đang vị trí đây, lơ lửng ở đây thì khả năng nó sẽ hồi về đây. Hồi về 50% cabin bar này, đó là theo giao dịch fraction. Thì một số bạn có thể biết, một số bạn chưa biết thì sau này học fraction sẽ biết. Thì ví dụ mà ví dụ mình đặt hai lệnh, một lệnh stop. Lệnh stop này. Buy stop lệnh này. Để chờ vượt qua cái vùng kháng cự này thì mình sẽ đi theo. Và một lệnh thứ hai nữa là lệnh limit ở đây. 50% cabin bar ha. Đó, đó là những chiến thuật về Russian. Buy limit đây, đó. Hai cùng lúc. Một lệnh stop nếu giá vượt qua thì sẽ dính lệnh buy. Là có nghĩa là stop là sao? Là bạn chờ giá tương lai cao hơn giá hiện tại ở vị trí mua và chờ giá tương lai thấp hiện tại ở vị trí bán. Thì đây hiện tại là mình đang chờ giá tương lai nó cao hơn giá hiện tại thì để mình vào lệnh mua, mình dùng lệnh buy stop. Còn nếu ngược lại mà muốn dùng lệnh sell stop thì mình sẽ có tìm một cặp khác để ví dụ cho các bạn một lệnh sell stop. Ví dụ mình tìm NU thôi qua, RU thôi qua, có ra không? Rồi đây. Reho này là có một tín hiệu spinning top hay là doji á, nó đảo chiều thì các bạn sẽ thực hiện ngay một lệnh. Là ví dụ mình chưa tính tới quản lý vốn, nếu có tính quản lý vốn thì vị trí này đưa lên trên này là khoảng 7 pip thì quýnh chứ không không chắc không một thôi. Rồi ví dụ vậy chẳng hạn 70-100 pip cho 100 pip á, thì 0.1 thì quản lý vốn là 0.1, bạn xem một lệnh thị trường ngay đây phải không, ví dụ vậy. Rồi xong rồi bạn hy vọng rằng bạn chờ giá nó sẽ vượt qua cái vùng hỗ trợ của, tại vì bán thì vừa vượt qua hỗ trợ như bạn, còn mua thì vừa là kháng cự nằm trên, hỗ trợ nằm dưới, thì vừa qua vùng hỗ trợ dưới này thì là giá sẽ đi xuống luôn, thì vì thế bạn mới chờ một lệnh là stop ở dưới, thì ở vị trí bán thì các bạn lệnh là sell stop. Rồi đây, đó chức năng của lệnh sell stop là chờ cho giá vượt qua vùng nào đó thấp hơn cái vùng hiện giá hiện tại bán, trong vị thế bán thì thấp hơn cái giá hiện tại là các bạn sẽ đặt lệnh stop. Còn nếu vị trí buy á thì các bạn chờ giá tương lai cao hơn giá hiện tại để đặt buy stop. Rồi đây là tất cả những bộ lệnh để dùng trong mua bán. Thứ nhất là lệnh market, lệnh là lệnh buy sell trực tiếp hoặc là lệnh market. Còn lệnh chờ thì có hai loại lệnh chờ, lệnh chờ limit và lệnh chờ stop. Limit stop đó, ví dụ ba loại lệnh đó thì sau này thực hành các bạn sẽ giao dịch nhiều, các bạn sẽ hiểu thêm. Đó là những lệnh mình hướng dẫn cho cách thao tác trên màn hình là lít phải chuột để vào lệnh tại vị trí đó. Còn một cách khác để vào lệnh nữa, các bạn để ý trên này new order ha, hoặc là F9 đó, để chi, để một số bạn không có kinh nghiệm thì bạn lít vào đây, bạn có thể đo ở vị trí nào giá muốn mua bán, nhìn bên tay phải có vị trí giá mua bán chạy này, rồi các bạn nhập vô đây. Đó, stop loss nằm đây. Đó, target nằm đây. Đó, các bạn, ví dụ vậy. Thì nếu mà mua giá bán tại điểm thị trường thì các bạn click vô đây. Này. Bán ở giá thị trường và mua ở giá thị trường luôn. Giá hiện tại đó. Còn nếu bạn chờ thì bạn nếu là time market execute này, vào đây nó sẽ có lệnh pending order. Pending order là lệnh chờ ha. Chờ thì tùy vị trí mua chờ. Đó, đây, lệnh chờ là có hai bộ đây. Bộ limit và stop. Thì limit gồm có buy limit, sell limit, buy stop, sell stop là các bạn đặt bằng từ từ từng bước. Rồi sau này một số bạn khác ví dụ như muốn active cái tín hiệu của mình trên my FX book thì các bạn để cái ô comment này. Sau này những bạn nào muốn đưa tài khoản mình lên MyFBbook thì mình sẽ chỉ cho phần comment này sau. Comment này để like mã code gắn vào đây để active verify cái tài khoản mình trên MyFBbook.com. Các bạn có thể tham khảo thêm đó. Phần lớn cái đó nó hệ thống nó chậm và cũng không hay gì nên mình cũng ít sử dụng. Nhưng lâu lâu cũng dùng nó để đưa lên Twitter tự động. MyFBbook nó có cái hệ thống bot lên Twitter tự động. Nên là mình hay dùng nó. Nhưng mà mình đã có một con robot riêng để đưa tự động lên cho Twitter rồi. Thì đó mình cũng không cần thiết nó lắm. Nhưng mà mấy cái đó mình ít dùng rồi, nó cũng không cần thiết. Chỉ đưa lên để tính cái số bit hàng ngày mình
mình tổng kết hàng tuần, hàng ngày mình được bao nhiêu bip thì thôi, còn cũng không quan trọng. Rồi, đó là những thao tác căn bản. Thì đây là những bạn, ví dụ đây theo các bạn thêm, nhưng một số bạn muốn sao giao dịch ba chạc, là giao dịch cái hồi xưa năm 2000 lấy mấy cho đi, thì phần lớn các anh em thì giao dịch cái này, sau này thì sử dụng qua này dễ nhìn hơn. Một số cũng có dùng đường line, nhưng mà mình dùng hình nến, mua hình nến nhặt thôi cho dễ. Nó tùy anh em nào học chế độ học cũ ngày xưa 2007 là 8 giờ thì hay dùng cái là 3, còn bây giờ mấy cái sau này anh em trẻ sau này thì dùng candlestick hết. Rồi đây các bạn để ý, nếu muốn thêm indicator thì các bạn vào đây. Mình thì không chú trọng tới indicator, mình trước kia mình đã mất thời gian nhiều về nó rồi, mình bỏ, mình thấy không hiệu quả, mình bỏ rồi. Nó làm mình không có mất đi cái sự tập trung, chứ dựa vào nó không nên là bỏ. Rồi cái đây vùng này chọn khung thời gian, ở ngoài thì mình chọn rồi, không cần thiết cái này. Các bạn để nắm thêm, cái đây chọn template thì nào biết rồi. Còn vùng này là vùng auto trading, để sau này dùng một số robot như là robot tự động, hay là những cái chỉ báo, hay là những cái gì mà để dành cho nó tự động, thì sau này sẽ có hướng dẫn thêm những phần auto trading này, dành cho những robot copy lệnh, hay là robot trailing stop, giờ điểm dừng lỗ, giờ điểm tắt fit, hoặc là bảo vệ lợi nhuận tự động. Đó, ví dụ vậy. Đó là những cái bổ sung thêm. Rồi, thì trong những cái này các bạn để ý, rồi để mình xem qua căn bản cần thêm cái gì nữa, mình sẽ hướng dẫn luôn. Cái này thì các bạn cũng biết rồi, nếu mà ai giao dịch dùng MT4 giao dịch chứng khoán thì cũng dùng cái này, dùng cái này. Nhưng mà các bạn đó thì đến tính sau, tại phần lớn anh em đây cho Forex là chính. Còn hôm trước mình nhớ là Tool Option là cái vụ chỉnh cái, các bạn nhớ tab nè, tab trade ha, trong là cái tab trade, để check vào đây để cho thao tác one click trading này, để có thể là giao dịch buy sell một phát, có nghe nhắn một nút trên màn hình thôi là có thể buy sell, là chỉnh cái vùng này. Thì ví dụ một số bạn khác muốn chỉnh gì đó thì có vào đây, thì sau này dùng lập robot thì dùng auto trading sẽ có chức năng có cái vùng này, Expert Advisor này. Đó. Còn nếu ai copy tín hiệu như là em của L5 á, thì dùng Snow. Đây, select cái tín hiệu, xong rồi check vào những vùng này, xong OK thì lệnh bên kia, lệnh trên em của L5 có thì trên tài khoản MT4 mà sẽ có. Đó là bổ sung thêm. Rồi, thì đây là ví dụ, đây là đường like thì trước mình có biết rồi. Đã biết rồi. Rồi mình chỉ thêm một cái điểm nữa là một số bạn cần biết về Fibonacci chẳng hạn. Ví dụ vậy, để mình tìm cái cặp nào đó, ví dụ như Fibonacci đi. Đôi khi mình dùng, ngày xưa dùng nhiều lắm nhưng mà mình không dùng. Ví dụ đây mình ví dụ một cái ha. Trường hợp đây ví dụ đây là đỉnh và có dấu hiệu nó đảo chiều xuống. Bây giờ bạn tìm một vị trí nào đó kháng cự, nếu chưa học cung cầu thì dùng tới Fibonacci, còn học rồi thì mình không cần nữa. Chưa dùng, đây là mình ví dụ cho các bạn mới chưa học qua cung cầu thì em phải dùng Fibonacci để xác định điểm dừng, điểm mà có thể thoát khỏi thị trường, điểm chốt lời. Thì mình vào đây Fibonacci retracement ha. Thì bạn kéo, các bạn muốn xác định mà vị trí hỗ trợ thì bạn kéo từ đáy đáy gần nhất lên tới vị trí đỉnh gần nhất đó, đáy đến gần nhất để tìm đó. Thì những vị trí hỗ trợ kháng cự mạnh, ví dụ đây, cái này là yếu nè, đây là trung bình nè, đây cũng là tạm này, đây là vị trí nào kháng cự mạnh nhất là 61.8 này, là vị trí là khả năng là tới vị trí này có thể là nó quay đầu đổi chiều hoặc là bị dừng xe quay đây khá lâu. Những vị trí này cũng vậy, 50 với 61.8 là khá quan trọng. Thì những vị trí này là vị trí cho các bạn chốt lời, hai vị trí này. Còn nếu các bạn muốn thêm một vị trí nữa là hàng 7 thì các bạn có thể lít phải chuột lên Fibonacci, các bạn ra Fibo level. Nó còn một cái mục nữa là ở vị trí 78.6. À 0786. Đó, số này là 78.6 ha. Bên này bạn nhập 0786, bên này các bạn sẽ nhập là 78.6.
là một vị trí này cũng khá quan trọng. Thường xuyên đặt stop loss là nằm dưới vị trí này, dưới vị trí 78.6 và dưới vị trí trung tâm nếu mà các bạn bay lên thật bằng S vô để ra một vị trí này nữa. Thì ba cái vị trí này là ba vị trí cản khá quan trọng. Vị trí 38 thì dễ bị phá, không cản bao nhiêu, nên là vị trí quan trọng nhất là vị trí này, ba vị trí này. Stop loss thì thường xuyên đặt dưới này hoặc là dưới này, tùy một số bạn chiến thuật dài hạn hay ngắn hạn, hoặc là nếu dài hạn nữa thì là đặt dưới 100. 61.8 là khả năng sẽ đi lên là cao, nếu xuống nữa là 78.6 là xuống nữa là 100. Rồi ok, ở đây ví dụ đơn giản ở đây mình xin tạm dừng video ở đây, hẹn các bạn ở video sau.